Do Dương Tử đến được tiêu chuẩn gặp vận xui khi phim mới bị đáp chiếu vô thời hạn. Tiêu chuẩn gặp vận xui khi phim mới và Lý Thẩm bị đáp chiếu vô thời hạn. Ngoài Ngọc Quốc Giao, tiêu chuẩn gặp một bộ phim khác quay xong đã lâu, chuẩn bị trở lên sóng Vương Biển Trong Mơ ấy. Tuy nhiên mới đây phim của nam diễn viên bỗng bị đóng băng vô thời hạn. Cụ thể nhà sản xuất Trình Đình Lệnh, đồng thời cũng là ekip của Vùng Biển Trong Mơ ấy, bị phía công ty sở hữu bản quyền kiện tụng, yêu cầu bồi thường 6,3 triệu nhân dân tệ. Toàn bộ hoạt động của đoàn phim bị gián đoạn và phải ngừng hoàn toàn. Việc này là lỗi ở phía nhà sản xuất, không liên quan gì đến dàn diễn viên, nhưng cộng đồng mạng vẫn phải than trời vì nó làm ảnh hưởng quá nhiều đến Tiêu Chiến và Lý Thẩm. Hiện tại phim đang bị đáp chiếu vô thời hạn và chưa có lịch lên sóng. Vùng Biển Trong Mơ ấy là lần hợp tác thứ 5 của Tiêu Chiến và Lý Thẩm. Vì tương tác của cả hai đều ổn áp nên bộ phim rất được cộng đồng mạng mong chờ. Bộ phim kể về một nhóm những thanh niên Bắc Kinh những năm 1970 tràn đầy nhiệt huyết đấu tranh và theo đuổi ước mơ của mình. Đây là bộ phim hiếm hoi đánh dấu sự chuyển mình rõ rệt của Tiêu Chiến. Sao Dương Tử đến lượt Tiêu Chiến phải gặp nhiều vận xui trong năm nay? Ngoài việc Ngọc Quốc Giao bị lùi lịch lên sóng, đến được Vùng Biển Trong Mơ cũng gặp phải trục trặc. Phải lo lắng nam diễn viên sẽ không gặt hái được thành tích đáng kể nào về mảng phim ảnh trong năm nay. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.